Thấy gà hay chơi nó gì, khúc này chơi nó đã luôn. Trời ơi con này bị gầu luôn rồi nè, thấy chưa? Đây. Đó nè 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 nè. À, vậy là gầu nè, nhìn ra nè. Không xịt là tiêu luôn á, nó hả có nó ăn nè. Biết ăn là bắt đầu có bị à. Mấy con này thì chưa à. Lấy thuốc xịt liền luôn nè. Kêu gì la gì? Kêu la gì? Kêu la gì với hôm nay cũng mấy ngày nè chỉ thả vô trong cái chuồng bự chứ không có phơi như vậy nè. Trời ơi con này nó đã ghê luôn rồi, trời ơi con này. Có cái mục gì trên đây nè, cười qua không ra. Ừ, có miếng gì đó, không phải có mục nữa. Nè. Đã chưa à. Ngáp hả? Ngáp hả? Cái này là chưa ăn nè. Chưa ăn nên nó chưa có nhìn thấy ú nữa. Cũng tròn rồi đó. Không thấy cái lưng là nó tròn rồi đó. Nhưng mà cái đít chưa có bè lắm. Cái đít như con này vậy nè. Đó, đít bè nè. Nè, đây nè, đít bè nè. Đây nè, con đen này cũng đít bè nè. Đây nè. Con cáo dùm cho cái hãng này luôn nè. Cái hãng này nhớ nếu mà có thấy cái clip này thì tôi xin một cái lời cảm ơn nha. Và ai mà có dùng cái này thì cứ liên hệ mình chỉ chỗ mua cho nha. Hai cây này nó đảm bảo cúng sẽ có lông đẹp, da đẹp, giảm bớt cái bệnh về lông về da. Rồi ướt nha mình đó, đợi cho khô tí xíu rồi cho vô đi rửa con kia mới được. Trời ơi tự nhiên cái ị trên mặt người ta chơi gì kỳ quá, nào chơi kỳ quá. Rửa một cái chắc ướt nhẹt cái mặt quá. Bên này sáng hơn nè. À, nằm ngủ rồi, nghe mệt mệt, mát rồi, trời hết tự nhiên cái trời hết nắng rồi. Không có nắng thì mát. Trời mát là bớt la, trời nắng la quá. Nè, cả nhà xem do nó có nhiều bài trước còn mấy con á chăm sóc không sể nên bài này chưa, chứ bài này khoảng chừng vài bữa nữa là mình chăm sóc nó uống nu rồi. Như bài trước có 4 con uống nu luôn cả nhà, mình có quay các cái lúc trước cả nhà xem 4 con nó uống nu luôn. Nó mình ăn được uống được là bắt đầu ăn sữa, uống sữa với ăn thức ăn, ăn mồi là nó sẽ mập ú u liền. Ôi nè, mấy con đen hôm trước cũng gồm gồm nè, hôm nay bóng lưỡng nè ha, đen là nó bóng rồi, rồi mấy con này cũng bóng nè, con nâu nè, chỉ có mấy con lon đen nó hơi gầy tí xíu. Mắt trời ơi, nhìn cắn người ta, nay tròn hua. Nhớ nhớ cái gì cơ? Cái xíu rồi cho em. Cả quá. Nuôi nhiều vậy mà còn thấy cưng, cả nhà nuôi một hai con có ngàn đựng nó đã luôn cơ nè. Đã thiệt chứ. Đều quá. Ngay bên này đều, nó không có đẹp lắm. Bự cũng không bự lắm. Cái con này nó đứt bè bè tới cả tới xương cả đó, nằm luôn. Ngày bự cái này mà phơi nắng bằng rổ là nó trèo ra được rồi nè. Nó mới ra nó nhoi, còn bình thường nó giờ nó ngưng rồi nè. Mới ra thấy mình tưởng cho ăn. Nó chớm nó nhoi. Còn giờ là nó tự ra. Từ chơi của nó đó. À, e đòi ăn hả? Giỡn kìa. Cấp này giỡn. À, giật luôn hả? Ôi, da đông khởi cố người ta giật.
Ngày này có 4 con cái à. Một con sô cô la cái nè. Con sô cô la này đực. Con sô cô la này đực. Vậy con cái là con nào đây? Ê da, con này đực luôn. Hôm đức có nói rồi, con này cái nè, một con lon đen cái. Con này mình cái, con lon sô cô la cái. Con đen. Đen đực. Đen đực. Một đen nữa đâu rồi? Đây đây, tụi ơi bị đe dữ vậy. Ơi một đen cái rồi, quyết định được. Một con cái là con lon sô cô la, lon đen và con đen. Vậy là con lon đen sẽ là hai con cái hả? Ok. Đúng rồi. Đúng là lon đen nãy. Đúng rồi, lon đen là hai con cái. Rồi nhìn à. Thiếu một con chứ. Hồi mắt xanh luôn cả nhà. Nhìn mắt xanh luôn nè. Rồi. Bây giờ mệt mỏi với con này luôn rồi nè. Mấy con này nó cũng có cái dấu hiệu gì đó nè. Đa số nếu có một con bị là mấy con kia nó cũng yếu yếu luôn à. Nên giờ phải chăm thôi. Cả nhà thấy nuôi đâu phải dễ đâu hết cả nhà. Đâu phải dễ mà đến cho cả nhà một con đẹp. Mà thường là khi mình mua một hai con mình về mình nuôi thì nó phải đẹp mới được nha. Chứ mình cũng là theo cái ý của khách luôn. Là mình mua mà mình bỏ ra cái số vốn, số tiền mình mua về là cái con cúng của mình phải đẹp thôi. Mà không đẹp thì mình không ưng. Bởi vậy mình phải chăm sóc làm sao mà cho nó đẹp thì mình mới giao cả nhà. Chứ để mà giao cho cả nhà rồi đến khi mà nó có chuyện này chuyện kia rồi mình nuôi nó mình thấy nó dễ thương mà nó gặp chuyện nó bệnh nó không đẹp thì thấy tội nghiệp cả nhà lắm. Nên cố gắng là mình phải chăm cho nó sạch bệnh, nó khỏe và nó đẹp mới được. Rồi bây giờ mình sẽ sấy nó mới được rồi. Sấy nó cho nó đẹp. Sấy nó để cho nó khô thiệt là khô rồi mình thả ra. Con này nó bị một cái thẹo nữa. Mấy con cúng này rất là khỏe cả nhà, nó thấy thả ra nó đi chơi. Nó đi chơi về là khỏe lắm mình. Đó. Sủa nó đó. Sao chơi bóng vậy ta, không phải chơi bóng hả? Ok nè, cái ông này nè. Ta đang đẹp thì cái bắt đầu. Nhìn như là bị lỡ, lõm. Còn mấy con này cái nè, đít bự hú nu đã không? Trời ơi, con lông dài nè, hết cưng luôn. Cái hả thấy mà ngay cúng là nó bị lông, coi như con này này nó hết da nè, nhưng mà nó lông ra nó chưa kịp chứ cái da nó láng nè, còn mấy con lông mà đang thưa nè, như con này cái lông nó thưa, lông thưa là do nó bị viêm ở trong cái da, khi mình trị xong rồi phần nó hết bệnh nhưng mà da nó cái lông nó chưa mọc lại kịp. Cái sàn này nó sập rồi nha, cái thanh đó, cái vị trí thanh nó bự quá nên nó đi phân cái lọt phía dưới hết nó mới sạch. Còn nếu mà mình trải một cái miếng như cỏ nhân tạo đó, thì chỉ để chơi tí xíu thôi, chứ mà thả lâu quá trong đó là nó đi vệ sinh dơ, nên khi mình thả mà thời gian lâu quá là mình lấy cái miếng này. Tại không có thời gian nên mình đi công chuyện, mình cho nó ăn trước tí xíu. Nên hay nóng chứ đáng lý ra khoảng 4 giờ. Để ngủ khoảng 4 giờ cho nó ăn vừa. Giờ mới có 3 giờ mấy, 2 giờ mấy.
Mày cả này hồi từ từ ngủ năng sao nè, ngủ luôn. Có mấy con nó liếm liếm mà nó gấp được cục xương, cục thịt ra nó ăn. Đã không? Nó hết chồm rồi. Có mồi đâu có chồm, đâu có đồi đâu. Quay toàn cảnh luôn. Nhà xem nè, ăn xong rồi đâu còn nhảy tưng tưng nữa chưa. Đó. Nằm mỗi đứa nằm gốc. Có cái thằng này nó nhiều chuyện, nó ham chơi nè. Mỗi lần ra là nó đeo nó ham giỡn. Với cái thằng bự này nè, trời ơi bự mười gần nữa nên nó bị chán. Đó. Còn lại cái này nằm liêm diêm phê trời. Nó kìa trời ơi, cái nó phê rồi. Đã không? Gì vậy? Hả? Cái gì giật giật? Cái con này trời ơi, có con đó tự nhiên vậy bị lở lét. Cái da giờ liền o mà không có lông mới chết rồi chứ. Gì vậy? Hả? La gì? À ăn xong rồi nằm phè bụng luôn đó, hở con này mắt xanh đã thì chỉ nhìn cái mắt le hả.